Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đầu video cho mình xin một like, một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Vậy là cũng đã hết cái mùa trung thu rồi các bạn. Thì mùa trung thu năm nay thì là một cái gọi là một năm thất bại của tất cả các cửa hàng nha các bạn, từ lớn cho đến nhỏ. Thì sau cái vụ trung thu này thì mình thấy thì tất cả các cửa hàng lớn nhỏ thì đều còn tồn rất là nhiều bánh trung thu nha các bạn. Những cửa hàng lớn thì tồn số lượng lớn, còn cửa hàng nhỏ thì lấy ít thì tồn số lượng ít. Riêng với cửa hàng của nhà mình thì cũng còn lại một số lượng bánh cũng tương là đối là nhiều các bạn. Bánh công ty ấy thì không, cũng chỉ còn có một vài cái thôi, nhưng mà bánh cổ truyền ấy thì rất là nhiều. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem một số cái bánh trung thu mà mình đang bị tồn lại nha các bạn. Đây là cái số lượng bánh trung thu mà mình đang còn tồn lại nha các bạn. Thì tính ra thì dù còn khoảng là 6-70 cái này thôi, vì tổng thì mình cũng lấy chỉ có vài trăm cái, nên là nó cũng không, số lượng nó cũng không còn nhiều. Đây, hầu như mình còn bánh nướng thôi các bạn, bánh dẻo thì chỉ còn có 5-6 cái. Và bánh công ty thì mình còn mấy cái bên kia kìa. Đây, các bạn thấy không? Còn 6 cái. Thì mình cũng đã dự đoán được cái tình hình của cái bánh trung thu của năm nay, thì mình cũng không dám lấy nhiều bánh trung thu của các hàng công ty nha các bạn. Thì mình chỉ lấy có mỗi hàng kinh Kido, thì mình lấy số lượng là gần 50 cái rồi các bạn. Còn cái bánh mà họ mang đến họ ký gửi á, thì mình lấy khoảng hơn 200 cái. Thì cái doanh số đợt này bán trung thu thì hầu như là ế nha các bạn. Thì các bạn không biết ở khu vực các bạn như thế nào, nhưng mà riêng cái khu vực của mình ấy, từ cái cửa hàng mà cực kỳ đông khách, gọi là đại lý lớn của cái huyện của mình nha các bạn, thì cũng số lượng ế cũng rất là nhiều, mà họ ế toàn là hàng của Kinh Đô với Hữu Nghị với Vicapan và các hàng lớn không nha các bạn. Thì các cái hàng đấy họ không thu, nên là bây giờ họ ế phải đến 6-7 thùng nha các bạn, nên là họ đang xả rất là nhiều. Các cái cửa hàng lớn họ xả bây giờ chỉ còn có 20-25 nghìn một cái rồi các bạn. Giá nhập thì đang là vào khoảng 45-50 nghìn, mà bây giờ xả hết chỉ còn có 25 nghìn, vậy là bán lỗ ấy. Thì cửa hàng của mình thì mình có cái bánh của bên hãng này thì họ cho bán lỗ xuống là 15 nghìn một cái nha các bạn. Đây, bánh này, bánh cổ truyền ấy, thì họ cho phép mình bán lỗ đi là bán giá 15, để bán được cái nào thì bán, còn không thì họ đến đấy thì họ sẽ thu lại. Đấy. Thì qua đến hôm nay thì mình cũng bán lỗ là được tầm gần 70 cái nha các bạn. Đấy, thì đây cũng là một cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì cũng khi mà bán hàng thì không nên lấy số lượng nhiều, nên ở trong cái mức an toàn. Nếu các bạn thấy khu vực của các bạn bán cái tình hình bán cái bánh trung thu nó kém ấy, thì các bạn cũng không nên mạo hiểm mà nhập số lượng nhiều nha các bạn. Thì cái ví dụ các hãng nào mà họ mang đến họ ký gửi này, họ để lại tiền sau khi mà mình bán không được thì họ quay lại họ thu ấy, thì các bạn hãy nhập số lượng nhiều. Còn những cái mà ở hàng của công ty Kinh Đô Hữu Nghị ấy, thì các bạn lấy số lượng vừa phải để cho những cái người mà có điều kiện vào cửa hàng của mình thì họ vẫn có cái sự lựa chọn. Đấy là hàng
hàng đắt nha các bạn. Còn dân của mình thì thường thường chỉ mua bánh giá từ 30 đến 35 nghìn trở xuống thôi các bạn. Nên là khi mà vào các cái mùa lễ thì các bạn cũng nên cân đối các cái mặt hàng quà cũng như là mặt hàng bán để không không bị tồn như mùa Trung thu năm nay nha các bạn. Thì mình cũng làm cái video này để chia sẻ cái tình hình kinh doanh vào cái vụ Trung thu của năm 2022, thì để các bạn xem được, để các bạn có thể tự các bạn tính toán để cho cửa hàng của mình không bị gặp phải những cái trường hợp nhập số lượng nhiều quá rồi đến khi mà không bán được thì nó lại tồn đấy, lỗ vốn rất là nhiều nha các bạn. Sau cái mùa Trung thu thì lại chuẩn bị đến cái mùa Noel rồi mùa Tết, thì các bạn nên cân đối để nhập những cái mặt hàng nó có khả năng mang lại lợi nhuận mà không bị tồn nha các bạn. Thì cũng hy vọng là các bạn sẽ có được cái tính toán để cho cửa hàng của mình nó hạn chế tối thiểu cái mức bị thất thoát doanh số cũng như là lấy vào những cái mặt hàng mà nó bán chậm nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để mình có động lực làm các video hay hấp dẫn hơn nha các bạn. Bye bye các bạn, xin chào các bạn.